Xin chào các em. Chào mừng các em đến với chương trình Toán lớp 2. Cô là cô giáo Đào Thu Thủy. Trong giờ học hôm nay, cô và các em sẽ cùng học chủ đề 3: tia số, số liền trước, số liền sau. Để buổi học được hiệu quả, các em hãy chuẩn bị những đồ dùng học tập sau. Các em hãy chuẩn bị đủ vở ô ly, bút, bút chì, thước kẻ, giấy nháp. Để bắt đầu buổi học thật vui vẻ và thoải mái, cô và các em sẽ cùng khởi động bằng một câu đố sau nhé. Các em hãy nhìn lên bầu trời trong xanh này. Có những đám mây đang bồng bềnh trôi phải không? Hãy cùng cô đọc các số trên những đám mây này nhé. Bắt đầu nào! Em thưa cô, 2, 5, 4, 7, 8, 1, 9, 3, 10, 6, 0, A. Giỏi lắm! Bây giờ, cô sẽ mời các đám mây về đúng vị trí của mình. Các em quan sát nhé. Số 0, số 1, số 2, số 3. Tiếp theo, các em nghĩ sẽ là đám mây số mấy? Em thưa cô, đó là đám mây số 4A. Tiếp theo nữa nào? Thưa cô, đó là đám mây số 5A. Rất giỏi. Tiếp theo sẽ là đám mây số mấy nữa? Thưa cô, đó là đám mây số 6, số 7, số 8, số 9 và số 10A. Chúc mừng các em đã trả lời đúng. Và đây là hình ảnh tia số. Trong bài học hôm nay, cô sẽ giới thiệu với các em một kiến thức rất thú vị. Đó là tia số, số liền trước, số liền sau. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các em hãy quan sát trên màn hình và cho cô biết bức tranh vẽ gì. Thưa cô, em nhìn thấy bạn voi chỉ vào một hình vẽ và nói đây là tia số ạ. Thưa cô, em còn nhìn thấy hình vẽ đó có vạch đầu tiên là số 0, có mũi tên chỉ hướng đi và có các vạch ở dưới mỗi vạch ạ. Các em quan sát rất giỏi. Cô giới thiệu với các em, đây là tia số. Các em nhắc lại cho cô nào, đây là tia số. Thưa cô, đây là tia số ạ. Tia số có các vạch cách đều nhau, mỗi vạch có ghi một số. Vạch đầu tiên là số 0, cuối cùng của tia số là mũi tên. Số 0 còn được gọi là gốc của tia số. Bây giờ chúng ta hãy nhắm mắt lại và nghĩ về hình ảnh của tia số trong đầu nào. Cô tin rằng bạn nào cũng nhớ hình ảnh của tia số rồi đấy. Các em lại quan sát tiếp nhé. Đây cũng là tia số. Các em có nhìn thấy gốc của tia số không nào? Thưa cô, em có nhìn thấy ạ. Gốc của tia số là vạch số 0 ạ. Đúng rồi, số 0 đứng ở gốc của tia số. Các em hãy quan sát kỹ các vạch trên tia số và các số ở dưới mỗi vạch. Hãy đọc cho cô nghe nào. Thưa cô, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ạ. Hãy cho cô biết vạch tiếp theo chỉ số mấy? Thưa cô, vạch tiếp theo là điền số 16 ạ. Em giỏi lắm. Còn vạch tiếp theo này nữa là số mấy? Số 17 ạ. Đúng rồi, là số 17. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta có thể kéo dài mãi tia số để biểu diễn các số tiếp theo đấy các em ạ. Nhớ là các vạch để ghi số phải cách đều nhau. Bây giờ, hãy quay trở lại với tia số này. Nhìn theo chiều mũi tên, các em thấy các số ở dưới mỗi vạch của tia số
được sắp xếp theo thứ tự nào? Em thưa cô, các số dưới mỗi vạch của tia số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ạ. Em trả lời đúng rồi đấy. Quan sát tia số, chúng ta thấy các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, theo chiều mũi tên từ trái sang phải. Số đứng trước luôn bé hơn số đứng sau nó. Chẳng hạn, 11 bé hơn 12, số 12 bé hơn 13, số 13 bé hơn 14, số 10 bé hơn 15, số 1 bé hơn 8. Ngược lại, số đứng sau luôn lớn hơn số đứng trước nó. Số 10 lớn hơn 9, số 9 lớn hơn 8, số 8 lớn hơn 3. Dựa vào tia số, so sánh cho cô số 7 và số 14 nào. Số 7 đứng trước số 14 ạ. Đúng rồi đấy. Vậy số 12 và số 9 thì sao? Dựa vào tia số, hãy so sánh cho cô nào. Thưa cô, số 12 lớn hơn số 9. À, vì trên tia số số 12 đứng sau số 9 ạ. Đúng rồi đấy. Bây giờ một câu hỏi khó hơn nhé. Em có biết số 5 lớn hơn những số nào không? Thưa cô, số 5 lớn hơn các số 0, 1, 2, 3, 4 ạ. Vì trên tia số em quan sát thấy các số 0, 1, 2, 3, 4 đều đứng trước số 5 ạ. Cô cũng đồng ý với ý kiến của em. Các em vừa tìm hiểu về tia số rồi. Bây giờ chúng ta cùng luyện tập để nắm chắc hơn những kiến thức vừa học nhé. Quan sát hình vẽ sau và cho cô biết em nhìn thấy gì nào. Thưa cô, em nhìn thấy một tia số. Trên tia số đó có vài số bị che mất. Đúng rồi đấy. Đây là một tia số. Các em có thể tìm cho cô các số bị che mất là số mấy không? Các số bị che mất là 4, 5, 6, 7 và 9 ạ. Chính xác rồi. Hãy đọc lại các số cho cô nào. Thưa cô, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ạ. Cảm ơn em. Bây giờ hãy đến với một hình ảnh khác nữa nhé. Những số nào bị che mất vậy? Thưa cô, các số bị che mất là 13, 14, 15, 16 và 19 ạ. Đúng rồi. Hãy đọc lại cho cô nghe nào. Thưa cô, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ạ. Cảm ơn em. Tương tự như vậy, hãy đến với một hình ảnh tiếp theo. Tìm cho cô những số bị che khuất nào. Em thưa cô, các số bị che mất là 86, 90, 93, 94 và 100 ạ. Rất chính xác. Em có thể nói cho cô nghe em làm thế nào để tìm được các số đó không? Em thưa cô, để tìm ra các số bị che mất, em đếm lần lượt ạ. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.
đồng ý với ý kiến của em. Cô khen các em đã biết quan sát và điền đúng các số còn thiếu trên tia số. Cô tặng các em một tràng pháo tay. Cô có 4 cánh diều. Hãy quan sát xem mỗi cánh diều gắn với vạch chỉ số nào trên tia số nhé. Đây là cánh diều A. Cánh diều A gắn với vạch chỉ số nào? Thưa cô, cánh diều A gắn với vạch chỉ số 10 ạ. Đúng rồi đấy, cánh diều A gắn với vạch chỉ số 10. Còn đây là cánh diều B. Cánh diều B gắn với vạch chỉ số nào? Thưa cô, cánh diều B gắn với vạch chỉ số 45 ạ. Vì sao em biết? Thưa cô, em đếm ạ. Bắt đầu từ vạch chỉ số 40. Em đếm từng vạch 41, 42, 43, 44, 45. Cách làm của em đúng rồi đấy. Với cách làm như vừa rồi, các em hãy tìm trên tia số vạch chỉ số gắn với cánh diều C, cánh diều D. Thưa cô, cánh diều C gắn với vạch chỉ số 70. Cánh diều D gắn với vạch chỉ số 97 ạ. Bạn có câu trả lời đúng rồi đấy. Chúng ta cùng kiểm tra lại nhé. Chúng ta thấy ngay cánh diều C gắn với vạch chỉ số 70. Cánh diều D chưa thấy ngay vạch chỉ số nào nên chúng ta đếm nhé. Bắt đầu từ 90. Thưa cô, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Em trả lời đúng rồi đấy. Cô khen em. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về số liền trước, số liền sau. Các em hãy quan sát các số dưới mỗi vạch của tia số và đếm cho cô nghe nào. Thưa cô, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ạ. Em đếm đúng rồi đấy. Bây giờ, hãy chỉ tay vào số 7. Quan sát số 7 và đếm cho cô nghe nào. 6, 7, 8. Thưa cô, 6, 7, 8 ạ. Số 6 là số liền trước của số 7. Số 8 là số liền sau của số 7. Tương tự với số 4, đếm theo cô nào. 3, 4, 5. Thưa cô, 3, 4, 5 ạ. Số 3 là số liền trước của số 4. Số 5 là số liền sau của số 4. Bây giờ cô chọn số 9. Hãy đếm và nói cho cô biết số liền trước của số 9 là số nào? Số liền sau của số 9 là số nào? Thưa cô, em đếm 8, 9, 10. Thưa cô, số 8 là số liền trước của số 9, số 10 là số liền sau của số 9 ạ. Câu trả lời của em đúng rồi, cô khen em. Tiếp theo nhé. Còn nếu bây giờ cô chọn số 93, em hãy quan sát và cho cô biết số liền trước của số 93 là số nào? Số liền sau của số 93 là số nào? Em thưa cô, em đếm 92, 93, 94. Nên em biết số 92 là số liền trước của số 93. Số 94 là số liền sau của số 93 ạ. Cảm ơn em. Em nói đúng rồi đấy. Cô cũng có đáp án giống như em. Cô muốn các em hãy
tự chọn những số khác nữa. Em hãy đếm rồi viết số liền trước, số liền sau của số đó. Sau đó, các em hãy nhờ cha mẹ chụp lại và gửi về cho chương trình nhé. Chúng ta đã được tìm hiểu về số liền trước, số liền sau của một số rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng luyện tập thôi nào. Nhìn hình ảnh sau và cho cô biết em quan sát được gì? Cô, em thấy một tia số. Trên các vạch của tia số ghi các số từ 0 đến 50 ạ. Đúng rồi, hãy quan sát tia số và trả lời câu hỏi của cô. Số liền sau của số 9 là số nào? Em thưa cô, số liền sau của số 9 là số 10 ạ. Tốt lắm! Tiếp theo nhé! Số liền trước của số 26 là số nào? Thưa cô, là số 25 ạ. Đúng rồi đấy! Vậy còn số liền trước của số 41 là số nào? Thưa cô, số liền trước của số 41 là số 40 ạ. Em giỏi lắm! Một câu đố nữa nhé! Số liền sau của số 39 là số nào? Thưa cô, số liền sau của số 39 là số 40 ạ. Cô đồng ý với ý kiến của em giỏi lắm. Bây giờ, khó hơn một chút nhé. Em hãy đọc các câu sau và cho cô biết câu nào đúng, câu nào sai. Câu A, số liền trước của số 16 là số 15, đúng hay sai? Thưa cô, đúng ạ. Em giỏi lắm. Chúng mình cùng kiểm tra tiếp câu B nhé. Thưa cô, số liền trước của số 36 là số 26, câu này sai rồi ạ. Cô cũng đồng ý với ý kiến của em. Em hãy sửa lại cho đúng nào. Thưa cô, số liền trước của số 36 và số 35 ạ. Câu trả lời của em chính xác rồi đấy. Tiếp tục nhé. Câu C, số liền sau của số 24 là số 25. Đúng hay sai? Thưa cô, câu này đúng rồi ạ. Cô đồng ý với ý kiến của em. Tiếp tục, câu D nào. Thưa cô, số liền sau của số 1 là số 0, câu này sai rồi ạ. Theo em, để câu này đúng, em sẽ sửa thế nào? Thưa cô, em có thể sửa thành số liền sau của số 1 là số 2 hoặc số liền trước của số 1 là số 0 ạ. Rất chính xác, cô khen em. Chúng ta đến với câu cuối cùng nhé. Mời em trả lời câu E nào. Thưa cô, số liền trước của số 99 là số 100 là sai ạ. Vậy theo em, số liền trước của số 99 phải là số nào? Thưa cô, số liền trước của số 99 là số 98. Câu trả lời của em rất chính xác. Vậy còn số 100 sẽ là số liền sau của số nào? Thưa cô, số 100 là số liền sau của số 99 ạ. Tuyệt vời, em rất giỏi. Chúng mình cùng đọc lại cả bài nhé. Số liền trước của số 16 là số 15, đúng. Số liền trước của số 36 là số 26, sai. Số liền sau của số 24 là số 25, đúng. Số liền sau của số 1 là số 0, sai. Số liền trước của số 99 là số 100, sai. Cảm ơn các em. Các em đã rất giỏi. Cô mong muốn các em tiếp tục phát huy ở bài thực hành tiếp theo nhé. Chúng ta cùng đến với bài thực hành tiếp theo nhé. Quan sát và cho cô biết
Bài tập này yêu cầu chúng ta làm gì? Thưa cô, bài này người ta yêu cầu chúng ta dựa vào số đã cho để tìm số liên trước, số liên sau của số đó ạ. Cô khen các em đã hiểu yêu cầu của đề bài rồi đấy. Hãy suy nghĩ và nêu cách làm của mình nào. Thưa cô, dựa vào số đã cho, chẳng hạn số 6 em đếm 5, 6, 7 và biết được số 5 là số liền trước của số 6, số 7 là số liền sau của số 6 ạ. Đúng rồi đấy. Các em hãy thực hành lần lượt nhé. Số liền sau của số 30 là số nào? Thưa cô, số liền sau của số 30 là số 31. Đúng rồi đấy. Tiếp theo, số liền trước của số 68 là số nào? Thưa cô, số liền trước của số 68 là số 67 ạ. Cô đồng ý với ý kiến của em. Cuối cùng là số 99. Em hãy tìm cả số liền trước và số liền sau của số 99 nào. Em thưa cô, số liền trước của số 99 là số 98 và số liền sau của số 99 là số 100 ạ. Tuyệt vời, câu trả lời rất chính xác. Cô khen các em đã nắm chắc kiến thức về số liền trước và số liền sau. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng gặp lại bạn voi. Hãy quan sát và xem bạn voi nói với chúng ta điều gì nhé. Thưa cô, bạn voi như chúng ta, trên tia số, số đứng trước bé hơn số đứng sau, số đứng sau lớn hơn số đứng trước ạ. Đúng rồi. Bây giờ, các em hãy quan sát tia số, so sánh các cặp số sau và viết ra vở nhé. Thưa cô, em so sánh như sau ạ. Số 88 bé hơn số 91 ạ. Số 92 lớn hơn số 90 ạ. Số 98 lớn hơn số 89 ạ. Số 95 bé hơn số 100 ạ. Cô muốn nghe em giải thích vì sao em chọn dấu bé hơn khi so sánh số 88 và số 91. Thưa cô, vì em quan sát trên tia số, thấy số 88 đứng trước, số 91 đứng sau, nên 88 bé hơn 91 ạ. Đúng rồi đấy, cô khen em. Em đã biết vận dụng cách bạn voi gợi ý để so sánh rồi đấy. Còn với hai số 98 và 89, vì sao em chọn dấu lớn hơn? Thưa cô, vì em quan sát trên tia số, thấy số 98 đứng trước, số 89 đứng sau, nên 98 lớn hơn 89 ạ. Cô đồng ý với ý kiến của em. Chúng mình cùng đọc lại cả bài nhé. 88 bé hơn 91, 92 lớn hơn 90, số 98 lớn hơn 89, 95 bé hơn 100 ạ. Cảm ơn em. Cô thưởng các em một tràng pháo tay. Các em ơi, khi so sánh, các em đừng quên lời nhắc của bạn voi nhé. Trên tia số, số đứng trước bé hơn số đứng sau, số đứng sau lớn hơn số đứng trước. Bây giờ, cô có một thử thách khó hơn. Các em hãy quan sát nhé. Đề bài yêu cầu gì nào? Thưa cô, yêu cầu của đề bài là hãy sắp xếp các số 23, 47, 30, 69 theo thứ tự từ bé đến lớn ạ. Đúng rồi đấy, cô khen em đã hiểu yêu cầu của đề bài. Bây giờ, các em hãy sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và viết ra vở của mình nhé. Hãy nêu cho cô đáp án của em nào. Em sắp xếp đúng rồi đấy. Em có thể nói cho cô nghe em sắp xếp theo cách nào không? Thưa
thưa cô, em dựa vào vị trí của các số đã cho trên tia số ạ. Trên tia số em thấy số 23 đứng trước số 30, tiếp theo là số 47 và cuối cùng là số 69 ạ. Em giỏi lắm, cô khen em. Chúng ta cùng quan sát tia số nào. Cô rất vui mừng vì các em đã biết vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập tốt. Ôi, sao các bạn châu chấu, bọ rùa và bướm lại bị đi lạc thế kia? Các bạn không tìm được ngôi nhà của mình có màu gì rồi? Các thám tử tí hon ơi, các em hãy vận dụng những hiểu biết của mình để giúp các bạn tìm nhà nhé. Cô có một số gợi ý sau đây. Số nhà của châu chấu là số liền trước của số 73. Số nhà của bướm là số liền sau của số 69. Số nhà của bọ rùa là số lớn hơn số 75 và bé hơn số 77. Đừng quên quan sát tia số nhé. Tia số sẽ giúp các em tìm nhà cho các bạn được nhanh hơn đấy. Thám tử tí hon nào đã tìm được nhà giúp các bạn côn trùng rồi? Cô, em tìm ra rồi ạ. Nhà bạn châu chấu, màu xanh da trời. Nhà bạn bướm, màu xanh lá cây. Còn nhà bạn bọ rùa, màu đỏ ạ. Đúng rồi đấy, em hãy giải thích cho cô nghe nào. Thưa cô, số liền trước của số 73 là số 72. Ngôi nhà có số 72 là nhà màu xanh da trời, chính là nhà của bạn châu chấu ạ. Thưa cô, số liền sau của số 69 là số 70. Ngôi nhà có số 70 là nhà màu xanh lá cây, chính là nhà bạn bướm ạ. Thưa cô, còn ngôi nhà màu đỏ là ngôi nhà của bạn bọ rùa, có số 76 là số lớn hơn 75 nhưng lại bé hơn 77 ạ. Rất chính xác, thật tuyệt vời, em xứng đáng được nhận một tràng pháo tay. Các bạn côn trùng, cảm ơn các thám tử tí hon đã giúp các bạn tìm được đúng ngôi nhà của mình nhé. Còn cô thì rất vui mừng vì các em đã nhớ và vận dụng tốt kiến thức về tia số. Bài học ngày hôm nay, các em đã được học về tia số. Nhờ tia số, người ta có thể hình dung được hình ảnh hình học của một số. Mỗi số có một vị trí trên tia số. Sử dụng tia số, các em có thể dễ dàng biết được số liền trước, số liền sau của một số. Tia số cũng giúp các em có thể so sánh rất là nhanh nữa đấy. Ở nhà, các em nhớ ôn lại bài. Nếu bạn nào đã tự vẽ được tia số, tự tìm được số liền trước và số liền sau của một số, các em hãy nhờ bố mẹ chụp lại và gửi về cho chương trình nhé. Xem sớm nhất trên kênh truyền hình giáo dục VTV7 và ứng dụng VTV Go. Xem và tương tác trên Facebook VTV7 Kids với những trò chơi ôn bài thú vị cho các bạn nhỏ. Xem lại và tìm kiếm nội dung bạn quan tâm trên YouTube VTV7. Các bố mẹ và thầy cô cũng có thể giúp con đăng ký để xuất hiện trong chương trình qua website vtv7.vtv.vn. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Thầy cô, bố mẹ và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Toán lớp 2 nhé!